Cô Châu ạ, hôm nay mình đã đi đánh ghen với nhau một lần rồi. Chị có gì chị lên phòng nghỉ chút xíu, bữa khác chị với em nói chuyện nữa nha. Ủa vậy là chị không quan tâm gì hết hả? Thì trời. Ủa vậy là có ghen không, vậy là có ngoại tình không? Nhà riết ai đây, cũng cư xử sao ngồi đây làm mẹ một mình đấy. Con Châu đâu rồi? Đi lên nhà rồi. Mẹ gì quá, mỗi lần mà mẹ con mà muốn tâm sự là nó có một cái gì đó nó... Thì mày không dễ thương, mày không đáng yêu tí nào cả. Quá khổ luôn, không biết sao đẻ nữa thì... Muốn nói gì nói thẳng đi. Xin mẹ ơi, cái này cái kia. Rồi. Cậu lắm cơ. Bây giờ con hỏi mẹ là dạo này gần đây á, mẹ có thấy là anh chị hai á hay bất đồng ý kiến với nhau không? Có chuyện tâm lý gia đình nó thì đều chó mũi vào là làm cái gì? Bởi vậy không quan tâm gì đến con cái á. Nói cho mẹ biết đi. Nghi. Nghi gì? Nghi là anh hai đang ngoại tình đó. Anh hai mày á? Ờ. Ngoại tình á? Ờ. Con ơi, nữa. Đây là một trong những lý do mà mẹ ghét con nhá. Con nhá. Mày vô duyên thì vô duyên vừa vừa thôi. Mày nghĩ là sao thằng anh mà nó đi ngoại tình? Nhưng mà con nói thiệt là nếu như mà anh hai ngoại tình thiệt thì sao? Đuổi ra khỏi nhà. Thế dữ. Chuyện rất đơn giản đó gì mẹ. Ừ đấy, không mà chung thủy thì cứ đuổi ra khỏi nhà này nhá. Mẹ nhắc cho con nhớ nhá. Mẹ sinh nó ra được thì mẹ diệt nó được. Nhá. Thank you.
em Trường nè, anh có thể cho em khất nợ được không ạ? Tại vì bây giờ thời gian này em chưa có tiền, anh có thể cho em thiếu từ từ em trả anh được không? Để tao nói lại cho nghe, kịch bản của mày là bây giờ vậy. Mày gọi điện tới, anh ơi em chưa có tiền, anh cho em 3 ngày. Rồi sau 3 ngày không có, anh ơi em chưa gom được tiền. Sau khi gom không được tiền, mày sẽ nói là anh ơi cho em 1 tuần nữa, chắc chắn 1 tuần nữa. Nếu không có anh làm gì em cũng được. Bây giờ em van xin anh, em quỳ anh lại anh. Nếu không có anh làm gì em cũng được, đúng không? Dạ, dạ, dạ đúng là như vậy. Nhưng mà tại vì thực ra là em không có tiền, cho nên em mới nói dối anh vậy. Kỳ này là em sẽ có tiền, em sẽ chồng đủ cho anh. Anh, bây giờ là em hứa là 3 ngày em sẽ trả lại cho anh đầy đủ luôn. Dạ, anh cho em nha, 3 ngày nha anh. Mấy ngày, mày nói mấy ngày? Dạ, 3 ngày. Rồi, được rồi, tao cho mày 3 ngày nữa. Nhưng mà tao biết kịch bản của mày luôn. 3 ngày nữa mày sẽ gọi điện, mày nói anh ơi em chưa gom đủ tiền. Thôi bây giờ vậy, anh cho em thêm 3 ngày nữa. Thứ bảy này em sẽ trả đủ tiền cho anh. Thứ bảy không có, qua tới thứ hai mày sẽ nói là hôm nay người ta hỏi em chưa gom được tiền, em sẽ chờ đến cuối tuần không có. Nói nghe nè, vợ chồng mày đang về dưới nhà bà nội đúng không? Vợ chồng mày đùm tấm dưới đó để tránh nợ đúng không? Miệng đi, tao biết chỗ nhà ở đâu rồi. Ok, cho mày 3 ngày. 3 ngày mà không có nữa là mày liệu đi, bà nội mày, mẹ mày, con mày, tao sẽ tìm tới nơi. Mày trốn khỏi tao đâu? Anh bình tĩnh lại đi anh. Không bình tĩnh, 3 ngày, không có 3 ngày, xác định. Ok, bye. Alo, alo, alo. Sao vậy hả? Em ơi, tụi nó nói cái gì mà sao thấy mặt anh căng thẳng quá vậy? Chết rồi em ơi, bây giờ anh xin nó 3 ngày trả nợ cho nó, bây giờ nó không chịu. Nếu mà anh không có tiền trả nợ cho nó, nó tới nó tìm bà nội với mẹ. Em chết rồi. Trời ơi, tôi đã nói anh những cái chuyện này rồi, đâu phải là mới lần đầu đâu. Sao là sao? Châu, bây giờ ráng giúp anh đi. Bây giờ nếu mà em không có tiền á thì thôi, em hỏi ba được không? Anh nghĩ gì vậy hả? Biết bao nhiêu lần tôi đã hỏi gia đình tôi rồi, đâu phải là lần đầu đâu. Tôi đã đắc đổi đắc giá biết bao nhiêu chuyện rồi. Anh xin em, bây giờ nếu anh... mà em không có giúp anh á, anh chết đó Châu ơi. Châu giúp anh. Anh chết. Anh chết, tôi cũng chết theo. Nhưng mà thôi, lần này anh chết một mình đi. Anh Châu... đừng có lôi tôi theo nữa được không? Châu, ráng giúp anh đi mà. Anh chết một mình đi, đừng có lôi tôi theo nữa. Lần này thôi. Châu, mẹ đừng có khóc nữa được không mẹ? Tôi nhá, mẹ bớt vu khống mẹ mày đi. Có khóc đâu, có giọt nào đâu mà khóc. Nên là tao đang nức nở vì tức, hiểu chưa? Trời ơi, sao mà có cái thằng con nó hư tật mất nết như thế này cơ chứ. Mẹ ơi, con chót lỡ dại, con ngu, con chơi chứng khoán. Rồi xong con mượn tiền tín dụng đen. Bây giờ con không có tiền con trả. Con thua con không có tiền trả. Trời ơi, bây giờ nó đòi thanh trừng con mẹ chú. Xin lỗi mẹ để làm gì à con? Cái người mày cần xin lỗi là vợ mày kia. Thấy chưa Châu? Châu ơi, Châu ơi, mẹ bảo Châu này, mẹ đã nghĩ oan cho con ý. Mẹ tưởng là con keo kịp bù xỉn với cái đồng tiền ý, nhưng không ngờ là con đang gom tiền để mà giả nợ cho chồng con. Mẹ thật sự là xúc động từ tâm lòng của con đối với chồng đấy. Con cho mẹ xin lỗi nhá, mẹ sai rồi. Châu nói với mẹ một tiếng nhưng mẹ sợ đấy. Cho mẹ một lời đi con. Dạ, con cũng mệt mỏi quá. Ừ, con cũng không biết nói gì bây giờ. Thì con cứ chỉ nói là tha thứ hay không thôi mà. Con đang suy nghĩ nè. Con đã xin lỗi đúng không? Cho mẹ cứu con đi mẹ. Cứu cái gì mà cứu? Mẹ có tiền không để cho con đi? Sao mày nhìn mày xem có tiền không? Có đấy. Sao không có? Mày nhìn tao sang trọng đẹp đẽ này, tao không có tiền nào. Mày dở hơi đấy. Bây giờ ngồi lên đàng hoàng nói chuyện đàng hoàng này. Ngồi lên nói chuyện đàng hoàng với mẹ. Dạ. Yeah. Bây giờ tới này, mũi dại thì lái chịu đỏ. Đấy. Con dại thì cái phải mang. Cái đây phải mang. Được chưa? Dạ. Yeah. Bây giờ như thế này, vợ chồng con như thế, mẹ cũng rất là đau lòng. Không giúp các con thì không được, đúng không? Thì bây giờ mẹ có để dành được một số tiền. Nhưng mà trước hết mẹ xin hỏi các con rằng là con thiếu bao nhiêu tiền?
Không, con cứ nói đi, có đừng 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 giơ tay xin ý kiến làm gì. Đấy, con cứ nói đi. Thế này, này. Cái này là tiền. Cái này là 100 triệu hả con? Dạ không mẹ. 1 tỷ. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. 1 tỷ à? Ôi giời, mà chơi cái trứng gì mà đến 1 tỷ thế à? Mẹ ơi, mẹ ơi. Tiền đâu mà ra? Mà bây giờ gấp lắm mẹ, nên là con cũng không biết sao. Tụi nó chỉ cho có 3 ngày, 1 tỷ trong 3 ngày phải trả đó mẹ. Cho có 3 ngày thôi á? Dạ. Không thì nó đến nó đưa mẹ vào túi. Ăn chụp con đó mẹ. Ôi, tôi sinh con tôi ra mà tôi không dạy con tôi được cơ. Tức quá. Thôi bây giờ như thế này, chuyện là thế rồi. Thì bây giờ thật sự ra thì trong sổ tiết kiệm của mẹ còn đến 600 triệu để mà dưỡng già à. 600 hả mẹ? 600 triệu thôi mẹ, cho hai vợ chồng mượn 60 triệu nhá. Mẹ cho mượn 600 không đi, 60 triệu sao con đủ trả mẹ? Mẹ nói nhầm đấy, cho mượn 600. Dạ. Đấy, mày nói nhầm thế mày cũng tin cái thằng này. Đấy, nhưng mà chỉ có 600 thôi. Thì con có mượn được tiền cho nó không? Nếu mà bây giờ con mở miệng bên phía nhà ba mẹ con á, thì tối đa cũng chỉ được khoảng 200 nữa thôi à. 200 triệu, 200. Thế là cũng mừng rồi con ạ. Thế là mình được đến 800 rồi đấy. Dạ, còn dạ. Có 200 triệu nữa thôi, cố dạ. Lên con mượn ai được không? Dạ. Mượn ai được không? Mượn ai được không con? Con mấy bữa nay con cũng chạy dạy khắp nơi rồi. 200 cũng không phải là con số nhỏ. Thì đúng rồi. Dạ. Trời ơi. Có người làm cả đời chưa ra 200 đấy. Dạ đúng rồi đó mẹ. Bây giờ làm sao vậy con? Bạn bè con cũng cho con mượn luôn. Mượn đỡ đi con ạ. Mượn cho vay nặng lãi. Không được mẹ, không được, nguy hiểm lắm mẹ. Bữa bị quýnh hết lần rồi mẹ chưa gì chưa sợ hả? Không sợ chứ mà tại mẹ quên thôi. Đấy. Mẹ. Mày đừng có đùa với con nữa. Tao có đùa đâu, tao nói thật thì tao quên thật. Mẹ mày buồn cười già rồi, không có nhớ gì đâu. Rồi bây giờ tìm đâu ra 200 triệu cho bây giờ mẹ... Hay là mẹ về mẹ bán cái xe. Không, bây giờ mẹ đừng có bán cái xe. Bây giờ không mấy mẹ đi lên Sài Gòn á, mẹ cầm đỡ cái căn nhà của mình á. Cầm đỡ thôi. Khi nào mà con có tiền á, con chơi trứng mà con trúng lớn á, con trả lại cho mẹ được không? Hay nhở. Dạ. Cầm cái nhà. Dạ. Mày lại đi buôn trứng. Dạ. Trứng nào trúng thì mày mới chuộc lại nhà. Dạ đúng rồi. Không chưa trúng là coi chia là cái nhà nó vỡ luôn nè. Mẹ đánh mày là được đấy nhá. Rồi ơi, giúp lần này là không có chơi cái chứng khoán gì nữa nhá. Dạ. Buộc chỉ cổ tay, hiểu chưa? Rồi, cái đấy là không được đâu. Nhà được không có ai, có nhà được mấy đứa cháu không có chỗ về thì làm sao được ra gầm cầu sống à. Bây giờ cái vấn đề là còn 200 triệu cuối cùng nữa nè. Bây giờ, bây giờ gia đình mình nghĩ cách làm sao? Cả nhà yên tâm, 200 triệu đó cứ để cho em. Hả? Bác học? Dạ. Nè, chuyện này lớn nha. Em là quan học nha. Đây là những người mà có học không mà em nói sao cho đừng có bị vô học đi. Này, đùa không vui nhá. Ừ. Chuyện anh đang rất là căng thẳng đó. Có thể vào tù đấy. 200 triệu là không có đùa đâu. Ủa nhưng mà em nói thiệt mà, con nói thiệt mà mẹ. Thật đó mà thật. Tiền đâu con có? Mẹ cứ yên tâm đi, con có tiền. Thật không? Thiệt. Thật à? Dạ. Đâu? Đưa đây. Dạ. Đưa đây, tiền đâu? Con tiền đâu? Con để ngân hàng rồi. Mày vô duyên thế, tiền lúc nào cũng phải theo người chứ. Để ngân hàng mất thế nào? Chứ không lẽ để ở đây rồi còn chắc. Đưa mẹ giữ cho. Anh hai, bây giờ em nói với anh nè. Cái chuyện quan trọng vậy sao anh không nói cho em? Thì bữa trước thì cũng tính hẹn chú ra quán cà phê để mượn ít tiền. Nhưng mà thấy chú đang đầu tư kinh doanh gì đó cho nên là anh... Anh đừng có nói như vậy. Tiền bạc thì kiếm lại được, nhưng mà tình cảm anh em thì không thể nào kiếm lại được. Đấy, câu đấy mẹ dạy nó đấy. Rồi thằng mày thuộc bài thế. Này, này nhìn đi, đừng khóc nhìn em nó đi. Đấy, em đã là người tốt cho toàn hào quang đấy, thấy chưa? Nhìn nó sáng sủa hẳn đấy. Anh đâu có xứng làm anh hai của em. Ôi, con rất là xứng đáng làm con trai của mẹ. Cảm ơn em.